Rồi, Dũng Cua Đất xin chào tất cả những anh em đang mơ chim cua ghế. Hôm nay mình sẽ đưa lên một con thổ tốt tiếng. Con này là khi giống và tiếng gu thì bình thường thôi, nhưng mà đặc biệt tiếng thúc nó là nó thúc chập chập ô nha anh em. Tiếng con chim này là lúc nãy mình sợ lòng gù thì nó chưa được thoát tiếng lắm, nhưng con này thì sau này anh em vừa nuôi bùng lên về sách đi tập thì tiếng con chim này là rất là tốt, thổ khoe rất là tốt tiếng mọc gục. Con chim này thì giảm lót thôi, nhưng mà con chim này chủ yếu là thúc gù, lúc nổi lên thì nó ở nhà mình thì nói chung đề số thúc thúc lên là độ thôi. Con chim này thì lúc mà ngồi bắt con chim này rất là hay, nó thổ hơi phè sắm nha anh em. Thì những con chim mà mình có quay bán cho anh em hoặc là giao lưu với anh em đó thì đều mình giữ mã số hết, và mình sẽ nhớ những con cua đó. Thì mình nói ví dụ như thổ tốt tiếng, nước chơi như vậy, hoặc là có phải sắm hay không, thì sau này anh em nuôi mà không đúng như mình thì anh em cứ gọi nói mình là mình sẽ con số mấy là mình sẽ biết thôi. Thì con chim này thì nó hơi treo một tí vì mình quay nó hơi sợ cái máy, thì mình sẽ cố gắng quay đầu mặt nó cho anh em xem. Đây. Thì hiện giờ con chim này nếu mà cái giọng gáy nó thì là nó cũng như là quá tốt đâu nha anh em, rất là to. Con này thì nó đóng một cái đeo hơi vuông lở, cổ thắt, bộ cườm lẻ, cườm lửa đóng dưới chân, đóng dưới chân rất là nhiều nè anh em. Nói chung con này là đóng một bộ cườm là yếm cườm. Con này thì mình thấy nó bộ cườm nó thì đơn thôi, nhưng mà nếu mà mình nhìn kỹ thì bộ cườm của chim này rất là đẹp. Đó là cườm đôi, hai cái cườm này chồng lên nhau là mình nhìn kỹ mới thấy được nha anh em. Và cổ thắt, bộ lông là đen mịn, cái lông nhìn bóng nhưng mà cái lông rất là dày. Thổ chân xương nhỏ, con này thì chưa được sung lắm, nó chưa có được móc nha anh em. Con này thì cả mùa nó hơi móc, cả mùa thì nó hơi, nhất là qua mùa mưa ở mình thì nó hơi xuống thì nhìn nó không có được khô chân lắm. Bờ lưng rất là kín. Con chim này thì mình đã cắt bớt hai bên cánh sơ rồi. Con này rất là khó quay. Con này đổ mũi rất là to. Còn thì mấy lúc trước mình sợ lòng thì nó gù rất là nhiều, nhưng mà sợ đợt này thì mình gù nó không có. Đây, bộ cườm nó nè em, nó cườm là không có keo nhưng mà nó đóng lẻ. Đầu mặt nó đi nha anh em.
Còn này mà mốt anh em mà khi đi chơi mà đã hưng lên rồi thì anh em ra rừng thì nghe là làm thì chỉ quen núi thôi. Nói hết rồi, con thổ khoe sắm này của mình rồi. À, đánh giá nhìn nhận thì tùy thuộc vào những anh em có kinh nghiệm thơm nữa. Chào anh em.